với những người hâm mộ bóng đá, những em bé sinh ra trong gia đình giàu truyền thống đã không còn quá xa lạ. Nổi tiếng nhất trong giới túc cầu phải kể đến nhà Mandini với ba đời đều thi đấu cho đội bóng AC Milan của Ý, hay nhà Marcos Alonso với cả ba đời đều thi đấu ở trong những đội bóng lớn. Tại Argentina, ngoài những mầm non nhà Messi là Thiago, Mateo, Ciro đang được mong đợi sẽ tiếp nối sự nghiệp vĩ đại của cha mình, thì Benjamin Agüero cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là sau khi vòng chung kết World Cup Qatar 2022 kết thúc. Giây phút đội tuyển Argentina đánh bại Pháp và đăng quang lên đỉnh vinh quang, Lionel Messi đã chính thức đi vào ngôi đền của những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới trong niềm vui vỡ òa vì chiến thắng. Ngoài giây phút chung vui cùng đồng đội, người ta còn thấy khoảnh khắc siêu sao mang áo số 10 chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình. Theo đó, người vợ xinh đẹp cùng ba cậu con trai là Thiago, Mateo và Ciro cũng có mặt để cổ vũ Messi và tuyển Argentina. Gia đình 5 người đã cùng nhau lưu lại những hình ảnh đẹp trong giây phút vinh quang nhất của siêu sao người Argentina. Thế nhưng có lẽ ít ai biết rằng, ngoài ba cậu con trai kháu khỉnh của mình ra, tiền đạo Argentina Lionel Messi cũng có cho mình một cậu con trai riêng khác. Cậu bé cũng rất dễ thương, đẹp trai không kém gì bộ ba nhóc tì nhà Messi, đó chính là Benjamin Agüero. Sau khi nghe xong cái tên này, một dòng suy nghĩ có lẽ ngay lập tức xuất hiện trong đầu của rất nhiều người. Quái lạ, Leo họ Messi mà sao lại có con họ Agüero được chứ? Liệu có uẩn khúc gì không? Thực chất là chẳng có uẩn khúc nào ở đây cả. Benjamin Agüero chỉ là con trai đỡ đầu của Lionel Messi mà thôi. Bố ruột của Benjamin Agüero chính là cựu tiền đạo của Manchester City, Kun Agüero. Vì chơi thân cùng Messi nên Agüero đã nhờ siêu sao 36 tuổi trở thành người cha đỡ đầu của con mình. Ngoài ra một sự thật nữa có lẽ cũng sẽ khiến bạn bất ngờ. Ông ngoại của Benjamin Agüero chính là tượng đài của bóng đá Argentina, cố huyền thoại Diego Maradona. Benjamin Agüero có tên đầy đủ là Benjamin Agüero Maradona. Cậu là con trai độc nhất của chân sút lừng danh Sergio Kun Agüero. Theo đó, Kun Agüero được coi là một trong những tiền đạo lừng danh từng thi đấu cho những đội bóng hàng đầu thế giới như Atletico Madrid, Manchester City cũng như đội tuyển quốc gia Argentina. Cho đến khi anh buộc phải giải nghệ vào cuối năm 2021 khi bị chẩn đoán mắc bệnh tim, Benjamin Agüero Maradona là kết tinh cho mối tình tuyệt đẹp giữa Agüero và Janina Maradona, con gái rượu của cậu bé vàng Diego Maradona. Năm 2003, khi Benjamin chào đời, siêu sao người Argentina Lionel Messi đã nhận làm cha đỡ đầu của cậu bé. Dẫu vậy, năm 2012, cựu tiền đạo Man City và vợ Janina đã đường ai nấy đi sau 4 năm chung sống, khiến cậu con trai rơi vào cảnh lúc ở bên mẹ khi ở bên cha. Sau này, mẹ cậu bé đã đồng ý để Benjamin sang Anh sống cùng Agüero với hy vọng con trai sẽ có điều kiện phát triển tốt nhất. Sinh ra trong gia đình hội tụ những siêu sao bóng đá, Benjamin Agüero cũng được kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của hai người bố và ông ngoại. Từ khi là một cậu bé, Benjamin đã thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện bóng đá lớn cùng cha mình. Vào thời điểm đó, cậu được nhận xét là có ngoại hình đáng yêu, bầu bĩnh với làn da trắng, đôi mắt to tròn. Sau một thời gian, Benjamin ngày càng trưởng thành và khiến không ít người phải trầm trồ vì ngoại hình thu hút của cậu. Dù mới 14 tuổi, nhưng Benjamin đã hoàn toàn lột xác so với lúc hồi nhỏ. Vẫn là nét mặt bầu bĩnh cùng nụ cười điển trai ấy, nhưng giờ đây Benjamin không còn ngồi trên tay của Kun Agüero nữa. Trong bức hình gần nhất chụp Messi tại Qatar, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Benjamin sở hữu một chiều cao khá kinh ngạc dù chỉ mới ở lứa tuổi học sinh. Điều đó chứng tỏ Kun Agüero đã làm rất tốt trong việc phát triển cậu con trai của mình. Một bài báo của Argentina đã tiết lộ Benjamin Agüero đang bước từng bước trên con đường trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như người cha của mình. Đội bóng mà cậu bé đang đầu quân có tên là Argentina Tigre FC có đại bản doanh tại thủ đô Buenos Aires. Bản thân Benjamin cũng đã có hai buổi tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ này và có màn trình diễn được đánh giá là khá tốt. Trong một buổi livestream của mình, cựu tiền đạo Man City tiết lộ rằng con trai đã thử sức ở câu lạc bộ Tigre từ người bạn thân nhất của cậu bé cũng luyện tập ở đó. Benjamin đã tập luyện và được nhận vào đội. Cậu bé cũng rất chăm chỉ trong suốt buổi tập với mơ ước được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như hai người cha vĩ đại của mình. Benjamin đến Tigre vì bạn thân của thằng bé cũng tập tại đó. Thằng bé đã tập thử vào tuần trước và thông báo cho tôi rằng nó được ở lại. Đáp lại,
Tôi gửi lời chúc mừng và nói rằng con có cả năm tới dành cho tập luyện để xem bản thân có thật sự thích môn thể thao này không. Từ những đoạn video do người cha Sergio Aguero chia sẻ, nhiều người hâm mộ nhận định Benjamin có đủ tố chất để trở thành một tiền đạo hàng đầu. Dù rất mong con trai có thể nối gót sự nghiệp của mình, song Kun Aguero chia sẻ rằng anh không ép buộc Benjamin phải kế thừa truyền thống gia đình nếu cậu bé không thích, mà chỉ hy vọng con trai chăm chỉ luyện tập. Nếu thằng bé thật sự muốn chơi bóng vì yêu bóng đá, điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu thằng bé không quan tâm và chỉ tham gia như một sở thích, tôi cũng sẽ ủng hộ điều đó, Kun Aguero tiết lộ. Mới đây tại World Cup 2022, Benjamin cũng theo chân cha tới Qatar để cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà. Sau trận đấu giữa Argentina và Croatia, Benjamin chính là cậu bé được cha nuôi Messi tặng một chiếc quần thi đấu. Theo đó, sau khi trao danh hiệu cầu thủ hay nhất trận và chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với người bạn thân, Kun Aguero đã ngỏ ý xin chiếc quần thi đấu của Messi trong trận đấu để mang về làm quà theo mong ước của cậu con trai Benjamin. Theo đó, Benjamin luôn mong muốn có một món quà, một món đồ kỷ niệm mà bố đỡ đầu của mình mặc trong lúc thi đấu. Messi cũng không ngần ngại lột cả quần mà tặng cho con trai. Hình ảnh Benjamin cười rạng rỡ bên chiếc quần còn lấm lem bùn đất của bố nuôi sau đó được Kun Aguero chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Và tại trận chung kết, khoảnh khắc mà hai cha con Leo và Benjamin khoác tay nhau chụp hình kỷ niệm cùng chức vô địch cũng mang tới những cảm xúc thú vị dành cho người hâm mộ. Chức vô địch World Cup 2022 có lẽ sẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn dành cho Benjamin Aguero. Bản thân cậu sinh ra là người Argentina, cậu chắc chắn mong muốn hy vọng sau này mình cũng trở nên vĩ đại như người cha đỡ đầu Lionel Messi của mình. Nhiều người tin rằng có thể Benjamin Aguero chưa đủ lớn để hiểu được những gánh nặng và cảm nhận trọn vẹn vinh quang mà hai người cha của mình có được trong sự nghiệp. Thế nhưng cậu bé chắc chắn có đủ tài năng để sánh ngang với những huyền thoại như họ trong tương lai. Ngay cả ông ngoại Diego Maradona của cậu cũng mong đợi những điều tuyệt vời từ những thế hệ mầm non như Benjamin và Thiago. Một trong hai đứa sẽ phải chơi ở vị trí tiền vệ. Tôi nghĩ Thiago sẽ đóng vai trò đội trưởng, còn Benjamin nhà tôi chơi ở hàng tiền đạo, huyền thoại Maradona chia sẻ vào năm 2012. Benjamin Aguero dù không được bố mình đặt quá nhiều kỳ vọng sẽ phát triển và trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng sâu thẳm bên trong trái tim nhỏ bé của cậu, tình yêu dành cho trái bóng tròn vẫn đã sục sôi và nảy nở rồi. Trở thành một cầu thủ có lẽ là mơ ước lớn nhất của cậu. 14 tuổi là một độ tuổi vô cùng đẹp dành cho bất cứ đứa trẻ nào. Chính bản thân Kun Aguero cũng hiểu điều đó. Anh cho phép con trai mình được phép lựa chọn những hướng đi để phát triển bản thân. Tuy nhiên tình yêu dành cho trái bóng tròn của cậu bé là có và trong thâm tâm của Benjamin, cậu cũng rất muốn nối gót sự nghiệp để cha được nở mày nở mặt. Nó cũng biết di chuyển đấy, Benjamin Aguero được nhắc tới như một tiền đạo Argentina xuất sắc trong tương lai. Vang danh trên khắp bản đồ bóng đá thế giới sẽ không còn xa nữa. Sergio Aguero và Lionel Messi cũng đã hoàn thành sứ mệnh là người dẫn lối. Phần còn lại, Benjamin Aguero sẽ tự mình bước tiếp. Không con đường nào trải đầy hoa hồng, và con đường bóng đá của Benjamin cũng vậy. Những khó khăn, gian truân và thử thách sẽ đón chờ Benjamin. Nhưng với những gì mà hai người cha tuyệt vời của mình đã làm được, trong thâm tâm Benjamin tin rằng chỉ cần nỗ lực, cố gắng thì không điều gì là cậu không thể làm được. Liệu trong tương lai, chúng ta sẽ được nhìn thấy Benjamin Aguero nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup như người đỡ đầu của mình hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ có lời giải đáp trong một tương lai không còn xa nữa đâu. Chúng ta hãy cùng đón chờ xem.